Tường Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2019. Đến với VATV sáng hôm nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình Nhặt lá bồ đề. Trong phần 2 là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Và để mở đầu, Tường Vi xin kính mời quý vị theo dõi Nhặt lá bồ đề qua câu chuyện Phải làm gì khi bị người khác coi thường – do tú linh và đoàn hữu dũng thực hiện từ Charlotte, North Carolina. Tú Linh xin kính chào quý vị, kính mời quý vị đến với nhạc lá bồ đề với câu chuyện phải làm gì khi bị người khác coi thường. Chuyện do viên hùng sưu tầm, tú linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Hằng tính và câu nói của bà lão giặt lụa hàng tính đại danh tướng của nhà Hán. Trước khi thành danh, từng lang thang ở đầu đường xó chợ, cũng từng muốn tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời nhạp tráng vô vị của mình. Một bà lão giặt lụa ở bờ sông, vì thương xót ông nên mỗi ngày đều để dư ra một bát cơm mang đến cho hàng tính ăn. Cứ liên tục như vậy mấy chục ngày liền, hàng tính ăn no xong dẫm dạc hùng hồn nói với bà lão rằng sau này nhất định sẽ báo đáp ân đức của bà. Bà lão vừa nghe xong đột nhiên giận dữ nói: Ta vì thương hại ngươi mới mang cơm cho ngươi ăn. Đàn ông không tự nuôi nổi mình mà lại nói đến báo đáp người khác ư? Nam tự hán đến tự lập còn không thể mà lại còn vọng tưởng đến báo đáp người khác, đúng là quá nực cười. Lời nói này của bà lão có thể nói là rất cứng rắn, tuyệt tình. Một bà lão nghèo khổ, ốm yếu lại có thể nói ra những lời giáo huấn như vậy. Đối với một nam tự hán như hàng tính, quả thực là nhục nhã vô cùng. Tuy nhiên, cũng nhờ cây gậy cảnh tỉnh này đã lôi hàng tính ra khỏi sự hoang mang tuyệt vọng, khiến ông bắt đầu có ý chí mạnh mẽ muốn thay đổi cuộc sống. Nhà tư tưởng Lữ Khôn thời nhà Minh từng nói, nghèo không có gì phải hổ thẹn. Điều đáng hổ thẹn là nghèo mà vô trí. Nếu là một người thiếu ý chí, thì chỉ là khoe khoang khoác lác, không có thực lực thật sự. Đến thân mình cũng không tự lo nổi, sao có thể nói đến chuyện làm được gì cho người khác. Hàng tính là nhờ thái độ của bà lão mới vực dậy được tinh thần, nỗ lực phấn đấu, gian nan khổ luyện. Kết quả đã trở thành đại tướng quân nhà Hán với công danh hiện khách và cuối cùng đã báo đáp được ân đức của bà lão. Có thể thấy rằng ông thật may mắn nếu bà lão chỉ ôm nhu hiền thục đối với hàng tính những câu thật nhẹ nhàng như ngươi cần phải đi làm, ngươi cần phải cố gắng thì chưa chắc hàng tính có thể tìm được mục tiêu của cuộc sống và bắt tay vào thực hiện nó nhanh đến như vậy. Bị người khác châm biếm là chuyện vô cùng mất mặt, nhưng không thể nào né tránh. Vì vậy, cách tốt nhất chính là ý chí đó một cách hiệu quả, biến nó trở thành một nguồn khích lệ, giúp bạn khai phá hiện tại, xây chuyện tình thế, để bắt đầu cuộc hành trình mới. Câu chuyện thứ hai cách đối đáp của Tô Đông Pha khi được mời trà. Tô Thức hiệu Đông Pha cư sĩ, nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống. Ngày thường, ông thích cải trang, dạo chơi khắp chân sơn cổ tháp, lui tới đàm đạo cùng các vị tăng nhân. Năm Hy Ninh thứ tư, Tô Thức giữ chức thông quán Hàng Châu, làm quan ở đây ba năm. Một ngày nọ, ông đến một ngôi chùa ở Hàng Châu du ngoạn. Đến lúc vừa mệt lại vừa khát, bèn đi vào trong chùa xin nghỉ tạm. Phương trưởng trong chùa thấy ông ăn bận quần áo giản dị bình thường, liền nghĩ đây chỉ là khách hành hương tầm thường, nên tỏ ý xem thường không coi trọng. Vị phương trưởng chỉ thản nhiên nói, ngồi, lại quay nói với chú Tiểu, trà, chú Tiểu liền bưng lên một tách trà cũ đạo nguội. Sau khi hàng huyên vài chuyện, phương trưởng cảm giác vị khách này ăn nói lưu loát. Quả là không tầm thường. Hơn nữa, phong thái phi phàm. Liền mời khách vào trong phòng đàm đạo. Sau khi vào phòng, phương trưởng ôm tồn nói, mời ngồi, lại bảo chú Tiểu kính trà. Sau một hồi trò chuyện, phương trưởng biết được vị khách này chính là đại thi nhân tiếng tâm lừng lẫy tô đông pha vội vàng thở dài cung kính dẫn ông vào phòng khách kính mời ngồi rồi lại gọi chú tiểu kính trà thơm lại nói chuyện một hồi tô đông pha bèn cáo từ phương trượng nhanh nhảu nói tô học sĩ dạo bước đến chơi xin mời ngày để lên mấy chữ làm lưu niệm tô đông pha suy nghĩ một chút mỉm cười múa bút viết lên một câu đói viết như sau tọa thỉnh tọa thỉnh thượng tọa ngồi mời ngồi kính mời ngồi trà kính trà kính hương trà vị phương trưởng lúc đó mới thấy xấu hổ đỏ bừng mặt không nói được lời nào người thông minh đều biết rằng chứng minh giá trị của một người tuyệt đối không nhìn ở bề ngoài tô thức có sự trải nghiệm và tu dưỡng nên khi ông bị người khác khinh thường, không vì thế mà nội giận, bộc phát cơn tức giận. Ngược lại còn rất điềm tĩnh, tự nhiên, đối đãi không quan tâm đến thái độ của người khác. Còn vị phương trưởng, mặc dù là một người tu hành, nhưng chưa bỏ được cái tâm phân biệt sang hèn. Cuối cùng, đã lĩnh ngộ được tài hoa của tô thức, từ đó mà cảm thấy xấu hổ. Trong cuộc sống, có lẽ chúng ta sẽ gặp không ít những tình huống tương tự như tô thức ở trên liệu khi đó có giữ được phong thái điềm tĩnh như vậy hay không nhiều khi không phải người khác coi thường bạn gây khó dễ cho bạn mà là do bạn đã không làm tốt khiến người ta không hài lòng vậy nên thái độ của người khác chính là tấm gương phản chiếu chính bản thân bởi vậy chỉ có cố gắng nâng cao hình tượng và giá trị của bản thân mình thì mới dần dần khiến người khác tôn trọng. tuy nhiên hình tượng và giá trị ấy phải thông qua tu dưỡng mà thành. khi đó mới thực sự có được phong thái điềm tĩnh, thanh cao như tô thức trong câu chuyện ở trên vậy. ngoài ra có một điều kiện cần không thể thiếu đó chính là sự tự tin. nhà văn thuginny Quận Đức Nga từng nói, hãy tin tưởng bản thân bạn trước, sau đó người khác mới tin tưởng bạn. Bởi nếu như ngay chính bạn cũng coi thường bản thân mình, vậy bạn làm sao có được sự tôn trọng của người khác đây? Nếu bản thân bạn là một viên kim cương không may bị đánh rơi trên một bãi biển và bị người khác không chút đoái hoài chỉ xem là hạt cát vô giá trị, vậy thì chỉ cần bạn không nặng lòng mà kiên nhẫn chờ đợi từng đợt thủy triều lên xuống cuối cùng ánh sáng của bạn chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn vì vậy nếu như bạn đang thực sự là kim cương trong khi bụi vùi lấp xin đừng than thở hay oán trách hãy kiên trì giữ lấy ước mơ lấp lánh tin chắc rằng có một ngày nhất định bạn sẽ thành công Kính thưa quý vị, nhạc lá bồ đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình nhạc lá bồ đề xin gửi email đến nhạc lá bồ đề 2 gmail com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin được tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc dạ vũ Sắc Hoa Màu Nhớ để tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 28 tháng 7, 2019, tại Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia, 22042, mọi đóng góp nhận được sẽ giúp cho Thường phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mọi chi tiết